Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của nghệ sĩ Bạch Long, 60 tuổi không nhà cửa, vợ con. Bạch Long là một trong số những người thầy như thế, những người được giới làm nghề yêu mến bởi hết lòng, trao truyền cho người trẻ hành trang quý giá đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Nhắc đến nghệ sĩ Bạch Long, không thể quên anh là người khởi xướng thành lập nhóm đồng ấu Bạch Long, để từ đây làng sân khấu cải lương hiện tại có rất nhiều ngôi sao trẻ như Quế Trân, Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh, Bình Tinh, Lê Thanh Thảo, Thi Trang. Nghệ sĩ Bạch Long sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha là cố nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn, mẹ là nghệ sĩ Huỳnh Mai, đều là những nghệ sĩ có nhiều đóng góp trên sân khấu hát bội. Các chị gái Bạch Liên, Bạch Lý, Bạch Lê, Bạch Liệu và em trai, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu ca nhạc, kịch và cải lương. Nhưng nghệ sĩ Bạch Long không sống một nhà vì khó nuôi và được cha mẹ cho đi từ bé. Dù từ nhỏ đã gọi cha mẹ là anh chị và sớm biết nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc là em máu mủ ruột thịt, nên nghệ sĩ Bạch Long đã ra sức bảo vệ khi học trung trường. Ai đụng đến Lộc là tôi xử ngay, nam nghệ sĩ hài hước nói. Năm 12 tuổi, anh bắt đầu làm quen với ánh đèn sân khấu, được thọ giáo những người thầy dày dặn kinh nghiệm trên sân khấu cải lương như nghệ sĩ Minh Tơ, cậu ruột của nghệ sĩ Bạch Long, anh họ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và nhạc sĩ Út Trong. Nghệ sĩ Bạch Long sớm thích nghi và thành công nổi bật trên sân khấu cải lương tuồng cổ, với nhiều vai diễn được khán giả trong và ngoài nước đón nhận như Thánh Gióng, Quách Hải Thọ, Kim Đồng, Phạm Cự Trích, Phù Đẩm Thiên Vương, Trần Quốc Toản. Không chỉ vậy, anh còn là người thành lập đoàn đồng ấu Bạch Long và rất mát tay trong việc đào tạo học trò thành những tài năng cải lương được khán giả yêu mến như Tú Sương, Trinh Trinh, Lê Thanh Thảo, Quế Trân, Bình Tinh. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Bạch Long còn biên soạn, chỉnh lý kịch bản và dàn dựng nhiều vở tuồng cho sân khấu cải lương tuồng cổ như Hồ Nguyệt Cô, Hóa Cáo, Hầu Như Cứu Chủ, Tiểu Anh Hùng Nam Quốc. Sau khi đoàn đồng ấu Bạch Long ngưng hoạt động, anh tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật ở các lĩnh vực khác như ca nhạc, hài kịch, phim ảnh. Thời gian gần đây, anh tạo ấn tượng cùng khán giả truyền hình với vai diễn ông Năm Chờ trong bộ phim hài dài tập Xóm Trọ Nghệ Sĩ. Trong phim, nghệ sĩ Bạch Long vào vai một nhà công tài giỏi nhưng mãi không nổi tiếng vì chưa gặp thời. Ông sống độc thân trong căn phòng thuê ở Xóm Trọ Nghệ Sĩ và được mọi người yêu quý bởi tính cách hiền lành, tốt bụng. Hóa thân thành ông Năm Chờ, nghệ sĩ Bạch Long cho thấy kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực diễn xuất, đặc biệt vẫn vô cùng duyên dáng và hài hước đúng với tính cách bên ngoài của mình. Đến bây giờ, khán giả vẫn biết đến nghệ sĩ Bạch Long với lối hài rất đặc trưng. Đây là kết quả của quá trình quan sát và tìm ra nét đặc biệt của bản thân của nam nghệ sĩ. Ngày xưa, mấy đàn anh đàn chú thường tìm cho mình những nét đặc trưng riêng, ví dụ chú Phi Thoàn thì hề ca nhạc, chú Văn Trung là hề té, ông Thanh Việt là hề râu. Muốn làm khán giả cười của mình phải có một nét riêng nên tôi đã tự tìm tòi và sáng chế, lối đi riêng cho mình là thế. Thấy mỗi lần diễn khán giả cười quá trời, cười nên tôi cứ làm tới. Giàu năng lượng là thế nhưng thực tại cuộc sống đơn chiếc của nghệ sĩ Bạch Long khá ảm đạm dù từng rất nổi tiếng và thu nhập tốt. Ngày xưa lúc có tên tuổi tôi làm nhiều tiền lắm, lúc đó tôi ở trong một gia đình nên cứ nghĩ ở trong đó là sướng rồi nên không nghĩ đến chuyện mua nhà. Tôi thì không phải ăn chơi trác táng cờ bạc mà nghèo, tôi vì mê nghệ thuật mà nghèo. Khi có tiền, tôi thành lập nhóm cải lương đồng ấu Bạch Long, tôi dạy học không lấy tiền, rồi tôi nghĩ bây giờ mình dạy học hát mà không có sân khấu hoạt động thì làm sao nó nên nghề. Thế là tôi lấy tiền đầu tư, mở đoàn hát. Khổ nỗi là thời điểm tôi mở đoàn hát thì cải lương đang bị xuống dốc. Mặc dù đoàn ấu đồng vẫn có đông khán giả, nhưng giai đoạn 2-3 năm đầu là ế, do con nít mới khán giả thì làm sao biết. Thế là ngày nào tôi cũng phải đắp lỗ, nghệ sĩ Bạch Long trải lòng. Tánh tôi nó ngộ lắm, tôi không muốn làm phiền ai hết, kể cả người thân của mình. Thật ra lúc đuối, tôi cũng có kể cho Lộc nghe. Từ nhỏ đến giờ, tôi không sống chung với gia đình. Tôi biết em tôi đang gánh nặng, nó đang gánh nặng mà mình nhảy vô, nó phải gánh nặng luôn mình nữa. Tôi không thích điều đó, nghệ sĩ Bạch Long bày tỏ. Có giai đoạn, nghệ sĩ Bạch Long cạn kiệt tiền bạc sau 4 năm thất nghiệp. Nam nghệ sĩ chỉ còn biết tháo chiếc đồng hồ ở tay. Món tài sản cuối cùng đem cho học trò đi cầm. Học trò cầm đi rồi quay về nói, đồng hồ này của thầy người ta không cầm, rồi đặt lên bàn cả chiếc đồng hồ và 300 ngàn. Đến lúc hỏi ra thì mới biết đó là tiền lương của nó đi bảo vệ được 500, đưa thầy 300. Nó đi rồi, nam nghệ sĩ nằm trong phòng mà khóc. Sau đó, Bạch Long hoạt động với vai trò diễn viên kịch cùng một số vai diễn được thiếu nhi yêu thích tại sân khấu kịch.
Nam nghệ sĩ tiết lộ, anh về chung sân khấu với em ruột là nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nhưng lại không phải từ lời mời của em trai, mà như một mối lương duyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.